mình đã dám đứng lên để mình đào tạo. Cái mà mình thay đổi đó chính là mình biết mình phải nói gì, mình phải làm gì để giúp những người xung quanh mình trở nên cũng có cơ hội thành công như mình. Mình là Nghiêm Vân Nhi, hiện tại thì mình đang kinh doanh mỹ phẩm, thời trang và ẩm thực. Kinh doanh hơi nhiều một chút nhưng mà thời gian gần đây thì mình đẩy mạnh mỹ phẩm nhiều hơn. Thì mình đang đặt mục tiêu trong năm 2022 của mình trở thành một doanh nghiệp lớn và cũng là một doanh nghiệp nổi trội trong ngành mỹ phẩm. Rất là nhiều khó khăn. Nói chung là mình cũng là một người làm việc theo bản năng. Từ trước đến nay mình làm hoàn toàn là không có một kế hoạch, lộ trình nào hết. Và mình làm việc theo những kinh nghiệm mà mình đã có trong suốt những năm tháng đi buôn của mình. Và mình gặp anh Dũng thì mình muốn là mình phải thay đổi bản thân. Trước khi chị đi học thì chị không có một cái khuôn khổ, một cái bài bản nào hết. Và chị dựa vào thương hiệu cá nhân của chị là chính. Chị bán cái gì chị cũng được rất là mọi người ủng hộ. Nhưng nó chỉ dừng lại ở điểm là mình là một người buôn bán thôi. Còn mình không thể phát triển được công việc cũng như là cái con đường của mình tương lai ấy. Thì mình khi mà mình đi học thì mình mới biết là à, hóa ra là tư duy của mình ngày xưa là không hề có. Tất cả những cái mà mình đang làm thì rất là lộn xộn, không theo một cái quy củ nào hết. Và chị đã quyết định là chị theo lớp của anh Dũng. Khi mà chị gặp anh Dũng ý, thì việc đầu tiên chị muốn là chị phải thay đổi bản thân của chị. Tức là thay đổi về tính kỷ luật là một, về tư duy cũng như là mong muốn phát triển bản thân. Bản thân chị là một người không thích đi học. Và chị cảm thấy là việc học đối với chị nó rất là khó. Vì có thể các bạn khác tiếp thu được 10 phần thì có thể chị chỉ tiếp thu được 5 phần thôi. Tại vì chị là một người rất là nhiều việc cá nhân này, cũng như là những cái việc mà chị vẫn phải tự tay giải quyết. Vậy nên là khi mà chị bước vào lớp học thì chị cũng có hơi lo lắng một chút. Nhưng mà bản thân mình thấy là mình có những cái tư duy mà ngày xưa mình không biết gọi tên. Thì khi đi học, thầy đã giúp cho mình biết đó là tư duy thế nào, phải làm thêm thế nào ra sao để cho cái tư duy đấy nó đi đúng đường. Ngày mà mình tham dự một chương trình của một người bạn ấy thì mình có gặp anh Dũng, là ngày hôm đấy là anh Dũng cũng là diễn giả lên phát biểu. Và khi mà anh Dũng mở đầu và anh Dũng nói về những câu chuyện của bản thân anh từ thất bại đến thành công thì mình cảm thấy rất là thích thú luôn. Mình luôn luôn lắng nghe những người đi từ thất bại, vì bản thân mình cũng là người mà có rất nhiều việc chưa làm chuẩn để dẫn đến việc là mình chưa thành công. Thế nên là mình rất muốn nghe những chia sẻ đó và mình cảm thấy rất là lôi cuốn. Vậy nên lúc đấy mình có về mình tìm hiểu xem là học anh thì thế nào. Thì việc mà mình học anh Dũng thì thật sự là nó như một cái duyên ấy. Tức là mình cảm nhận được là mình là một người không phải là thích học. Nhưng mà vì ngày hôm đấy mình đã gặp anh Dũng rồi và mình có cái tâm lý là mình sẽ phải thay đổi. Thế nên là mình cũng đã quyết định là mình sẽ theo học anh Dũng, mặc dù bản thân mình là một người không hề thích học một tí nào. Và mình rất là mừng tại vì là công việc của mình ngày càng thay đổi, con người của mình cũng ngày càng thay đổi. So với xã hội thì có thể là chưa bằng rất là nhiều người, nhưng mà so với mình
của một năm trước thì rõ ràng là mình cảm thấy mình rất là khác. Và từ thời điểm đấy đến thời điểm ngày hôm nay, cũng là tròn một năm, thì mình thấy là trong một năm qua bản thân mình cũng tốt lên rất nhiều. Từ lối suy nghĩ, từ tư duy, từ ý thức. Cái quan trọng nhất là ý thức. Vì nếu mà ý thức kém thì không bao giờ có thể thành công được. Và bản thân mình đã ý thức lên rất nhiều, không còn là một cô gái kinh doanh nhỏ lẻ mà chuyển sang là một người đứng đầu của doanh nghiệp. Khi mà mình đi học ấy thì mình không biết gọi tên những cái tư duy hay là những cái cách làm mà mình đã từng làm đâu. Nhưng mà khi mà có những bài tập thầy đề ra cho mình, mình làm theo bản năng thôi, thì lúc đấy thầy cũng bảo với cả mình là mình đã hoàn thành rất tốt gọi là chiến lược rồi mang tên gì đó đấy, ví dụ như thế. Thì mình mà hóa ra là mình đã biết làm như thế rồi, nhưng mà mình không biết đấy là mình không biết đặt tên, mình không biết đấy là chính là cái kỹ năng. Và mình dựa vào đó, mình càng ngày mình càng tìm tòi và mình biết là tôi phải làm gì thì đúng. Thì dựa vào những cái bài học đó thì mình cũng đã phát triển được doanh nghiệp của mình và thay đổi được rất nhiều những cái quy chuẩn cũ. Thật sự là ngày xưa mình không bao giờ mình nghĩ là mình có thể đứng lên để đào tạo bất kể ai cả. Tại vì bản thân mình còn chưa có những cái nền tảng rõ ràng, hay là mình cũng chưa có những cái kiến thức mà như hiện tại bây giờ mình đang có. Thì ngày xưa mình cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ kinh doanh hệ thống. Đến ngày hôm nay thì mình đã kinh doanh hệ thống được 2 tháng rồi. Và mình đã dám đứng lên để mình đào tạo. Cái mà mình thay đổi đó chính là mình biết mình phải nói gì, mình phải làm gì để giúp những người xung quanh mình trở nên cũng có cơ hội thành công như mình. Đặc biệt là khi mà làm hệ thống thì cái việc quản lý con người nó rất là quan trọng. Thì trong lớp của anh có lớp văn hóa doanh nghiệp rất là tốt, phù hợp để cho mình ngày càng phát triển. Và mình có thể dựa vào những kiến thức mình đã học, mình áp dụng vào hệ thống của mình và đào tạo từ kỹ năng bán hàng cho đến đào tạo lối tư duy và suy nghĩ của từng người. Quản lý con người là rất là khó, nên là mình cũng rất là cảm ơn là vì có những lớp học như vậy nên mình mới biết được là mình sẽ phải nói gì, đứng trước đông người mình sẽ phải đào tạo thế nào. Tại vì nếu mà mình không đi học ấy thì mình sẽ không biết là mình phải đào tạo thế nào cả. Thì mình thấy là thời gian qua thì những gì mình cố gắng thì là rất là xứng đáng. Câu hỏi này rất là hay, tại vì là câu hỏi này mới chính là cái chìa khóa để nói về những cái nỗ lực của mình suốt một năm qua. Tại vì bản thân mình cũng nói là khi mà mình đi học, mình cũng nói với cả thầy ấy là chết rồi, cái kiến thức này nặng quá với em và em chưa kịp hiểu gì. Thì anh cũng bảo là không sao, cứ học một thời gian rồi mình dần dần mình sẽ quen. Thì cái việc mà mình cảm thấy mình rất là khâm phục anh Dũng đó là rất là kiên nhẫn với học viên là một, và rất là đúng là dành tất cả những cái tâm giảng dạy và đồng hành cùng học viên. Anh Dũng là một người thầy và là một tấm gương mà mình rất là muốn noi theo. Và không chỉ mình mà rất là nhiều bạn học, mình cũng cảm nhận được là mọi người rất là yêu quý thầy. Khi mà vào học ý, thì mình đã rèn luyện được tính kỷ luật của mình rất là tốt. Mình thay đổi và mình phát triển hơn. Rõ ràng là mình so với một năm trước rất là khác. Một năm trước thì mình chỉ là một cô gái kinh doanh nhỏ lẻ. Nhưng năm nay thì mình đã lên tầm doanh nghiệp rồi. Và mình cũng là giữ một vị trí rất là cao trong doanh nghiệp của mình. Mình rất là mong trong thời gian tới mình sẽ còn trau dồi thêm nhiều kiến thức nữa để doanh nghiệp của mình ngày một phát triển.
và luôn luôn là một thành viên xuất sắc trong ngôi trường doanh nhân HR. Một lời cảm ơn thì có lẽ là không đủ, mà sẽ gửi đến anh, một người thầy của em, một người anh rất là vĩ đại. Thật sự là mình không thể nào mà mình miêu tả được cái sự tận tâm của anh. Mỗi lần anh dạy, anh tập trung cao độ. Mỗi lần anh đồng hành, tư vấn, anh cũng rất là sát sao. Và mọi thứ anh đều làm bằng chính tấm lòng mà anh muốn trao cho mọi người. Vì là thật sự là cái câu cho đi nhận lại nó quá đúng luôn. Vậy nên là một lời cảm ơn thì có lẽ không bao giờ đủ cả. Rất là mong sẽ được anh đồng hành, sao sát và dìu dắt trong con đường phía trước. Bởi vì bây giờ cũng đúng là trong thời điểm dịch này thì tất cả đều sẽ là bắt đầu. Trong thời gian điểm tới thì sẽ cố gắng bứt phá để mãi mãi là một thành viên xuất sắc trong ngôi trường doanh nhân HR. Nếu mà mọi người gặp trường hợp mà chưa có ai dẫn đường thì mọi người có thể tìm đến thầy. Mà gửi lời thì cũng rất là khó, mà chỉ cần nhìn vào hình ảnh của mình thôi là mọi người cũng thấy là mình cũng là một người thay đổi rất là nhiều trong một năm qua. Khép lại 2021 nhiều khó khăn lẫn thách thức, Business Master đã thành công không chỉ mang đến liều thuốc cải thiện sức khỏe cho hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam. Với những kiến thức thực chiến từ thầy Tony Dũng sẽ đồng hành coaching, phát triển tư duy, nâng chuẩn, bứt phá vượt qua mọi rào cản, hướng đến mục tiêu chuyển hóa lãnh đạo, kiến tạo tương lai.